Trần Phúc đã rời hướng ngọc từ bên trong chúng ta lên sân khấu để cúi đầu kính chào của ông của bà. Quý vị khán quý, quý các bác các chú, các người đang chứng kiến Trần Trần Phúc thực hiện buổi lễ vui này. Cho tôi một tràng tay thật là nồng nhiệt để chúc mừng những hạnh phúc như này. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn. Song thân phụ mẫu của cô dâu xin trân trọng kính mời bác đại diện quan viên họ nhà gái, xin trân trọng kính mời thân mẫu của chú rể, xin trân trọng kính mời một bác lên đứng với lại thân mẫu của chú rể và một bác đại diện cho họ nhà trai Diệp Ngọc lên sân khấu để có được lời cảm ơn đến với quý vị quan khách của cụ bà, các bác các chú, các quan các chị và các bạn ạ. Trân trọng và kính mời cha mẹ của cô dâu lên trên này ạ. Cha mẹ của cô dâu lên trước ạ. Để chúng tôi vào hình, vào phim trong giây phút này để làm kỷ niệm. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, song thân phụ mẫu của cô dâu, thân mẫu của chú rể và hai bác bên họ nhà trai, bác đại diện họ nhà gái cùng với hai con, hai cháu thân yêu của mình đã hiện diện đầy đủ và hạnh phúc trước tất cả quý vị và các bạn. Bạn rất xin trân trọng mến mời cô dâu Anh Nguyệt, chú rể Trần Phúc, hai em hãy cúi đầu kính chào của ông cụ bà, các bác các chú, các cô, các anh chị bạn. Cho tôi một tràng pháo tay thật là lớn để chúc phúc hạnh phúc này. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong buổi tiệc hôm nay, lời đầu tiên là bác đại diện là quan viên họ nhà gái có đôi lời để cảm ơn đến với quý vị con khách và các bạn ạ. Xin trân trọng và kính mời ông ạ. Thưa liệt vị quan khách của khách quý của gia đình của Hải và anh, hôm nay liệt vị đã nhận được thiệp mời vào ngày 11 giờ ngày 27 tháng 3 năm Tân Tỵ nhằm năm 2013 đã tận tình đến tại hôn trường của gia đình Hải Anh. Đây là một niềm vui vẻ và phấn khởi cho gia đình Hải Anh và hai cháu Nguyệt và Phúc. Tôi xin thay mặt gia đình họ nhà gái không có gì hơn gửi đến liệt quý vị tại hôn trường một lời chúc tốt đẹp, hạnh phúc và thịnh vượng trong cuộc sống. Xin thưa quý vị, chúng ta là những người cha mẹ, anh chị em, hôm nay được sự tổ chức lễ vô quy của Hải Anh, quý vị đã đến chung vui và cùng gia đình họ nhà gái, họ nhà trai chúng tôi cùng chúc phúc cho Hải, cho cháu Nguyệt và cháu Phúc. Chúng tôi cũng không quên sự cảm ơn họ nhà trai đã nhận lời mời của họ nhà gái chúng tôi đến tham dự tiệc vô quy của hai của con của cháu Hải và cháu Anh. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin quý vị và các bạn cho một tràng pháo tay thân nam đông nhân để chân thành cảm ơn ông đại diện quan viên họ nhà gái đã có được lời đến với cụ bà, các bác các chú, các cô anh chị của bạn trong buổi tiệc hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ông. Trân trọng kính mời vị đại diện quan viên họ nhà trai cũng có được lời đáp từ bên họ nhà gái, có được lời cảm ơn đến với quý vị và các bạn trong buổi tiệc vui quy hôm nay ạ. Xin trân trọng một kính mời ông ạ. Kính thưa hai họ,
nó ngã cũng bên. Hôm nay là ngày vu quy của hai cháu Nguyệt và Phúc. Gia đình nhà trai chúng tôi được sự mời, được lời mời của nhà gái hôm nay đến dự hôn lễ hôm nay, thì chúng tôi xin chúc cho tất cả bà con trong hôn trường và hai họ hôm nay sức khỏe, và chúc cho cô dâu chú rể được hạnh phúc trăm năm. Được, xin hết. Xin cảm ơn bạn cho một tràng pháo tay thân là nhân nhân để chân cảm ơn đại diện quan viên họ nhà trai đã có lời đến với quý vị bên họ nhà gái, đến với của ông cụ bà, các bác, các chú, các cô, các anh chị, các bạn trong buổi tiệc cùng hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ông. Trân trọng đến mời cô dâu và chú rể hai em hãy bước đến bàn lễ tân để rót đầy những ly rượu hồng đời đời hạnh phúc, để kính dâng lên song thân phụ mẫu của cô dâu, kính dâng lên ông bác đại diện quan viên họ nhà gái, kính dâng lên thân mẫu của chú rể và hai bác đại diện bên họ nhà trai trong giây phút này, giây phút hạnh phúc, giây phút trong buổi tiệc vu quy của hai em. Và đồng thời chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời đến mời quý vị rất là gần gũi và quý mến của gia đình bên họ nhà gái trong ngày vu quy hôm nay. Chúng ta hãy cùng góp chút uống đầy ly để cùng chuẩn bị những lời chúc mừng thú hạnh phúc nhất trong đời của anh Nguyệt và chị Phúc. Xin trân trọng kính mời và mến mời. Mến mời cô dâu và chú rể kính dâng hai ly rượu hồng đời đời hạnh phúc, chúc tiên lên song thân phụ mẫu của cô dâu ạ. Chú rể bước về phía bên bố của cô dâu đi ạ. Xin trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của cô dâu đưa một tay lên để đón nhận ly rượu hồng đời đời hạnh phúc của hai con, kính dâng lên để chúng tôi hoạt hình và phim làm kỷ niệm. Xin trân trọng kính mời. Chân thành cảm ơn. Trân trọng mến mời cô dâu chú rể cùng chân tay kính dâng ly rượu hồng đời đời hạnh phúc lên ông bác đại diện quan viên họ nhà gái. Xin trân trọng mời kính mời. Vâng ạ, xin trân trọng và kính mời ông nội ạ. Ông nội đưa một tay lên để đón nhận ly rượu hồng đời đời hạnh phúc của hai cháu, kính dâng lên để hòa hình và phim làm kỷ niệm. Xin trân trọng kính mời nội ạ. Xin chân thành cảm ơn nội. Trân trọng mến mời cô dâu và chú rể cùng chung tay kính dâng ly rượu hồng đời đời hút lên thân mẫu của chú rể. Mời bác đưa tay lên ạ để đón nhận ly rượu hồng đời đời hút của hai cháu, kính dâng lên để chúng tôi vào hình làm kỷ niệm. Xin chân thành cảm ơn thân mẫu và bác. Trân trọng đến mời cô dâu và chú rể cùng chung tay kính dâng bầu ly rượu hồng đời đời hút lên một bác nữa đại diện quan viên họ nhà trai. Cô dâu chú rể cùng chung tay vào nhá, và bác đại diện đưa một tay lên thôi ạ để đón nhận ly rượu hồng đời đời hút của hai cháu, kính dâng lên để vào hình và phim làm kỷ niệm. Xin chân thành cảm ơn. Và sau cùng đến mời cô dâu và chú rể về lại vị trí đứng của mình ở giữa sân khấu, cùng nâng đều ly rượu bằng tay phải của mình nhá, để cô dâu chú rể hãy nghiêng người lại một chút ạ, nghiêng người lại đối diện với nhau đi ạ, cầm ly rượu bằng tay phải nâng lên, hãy hướng thẳng tay vào nhau nâng lên để cúi đầu vào chỗ ly rượu, vào ly rượu luôn ạ. Cô dâu chú rể cúi lại một chút nhá, để góc độ hình của phim cho đẹp nhá. Quý bạn hãy cùng nâng lên, tôi xin được bao to để không khí được thoải mái và xin chào cô nhá. 1, 2, 3. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Kính mời ông nội, kính mời bác đại diện bên họ nhà trai, kính mời ông nội đại diện họ nhà gái khép dần lại thành hình vòng cung đại diện cho quan viên hai họ nội ngoại bốn bên với tinh thần đại đoàn kết trong ngày vu quy hôm nay, để chúng tôi hòa hình vào phim làm kỷ niệm. Vâng, xin chân thành kính mời. Xin chân thành cảm ơn. Kính mời ông nội, kính mời hai bác và thân mẫu của chú rể về lại bàn tiệc dành cho quan viên hai họ. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn. Kính mời hai bác và thân mẫu của bên chú rể và ông nội đại diện thông tin hoàng nhà gái về lại bàn tiệc dành cho quan viên hai họ. Trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của cô dâu
cùng với hai con nâng những diều hồng lên tầng vàng để chúc mừng với tất cả quý vị và các bạn trong buổi tiệc hôm nay để chúng tôi vào hình vào phim làm kỷ niệm. Xin đọc vào kính mời. Nhưng cô dâu để ly rượu xuống bàn lễ tân, cô dâu để ly rượu xuống bàn lễ tân nhá. Vâng, cô dâu ôm đó năm đó hoa hạnh phúc của đời mình trong ngày hôm nay, cùng đi với một nửa yêu thương nhất của đời mình, với song thân phù mẫu của cô dâu nâng ly rượu xuống bàn, chúc rượu với tất cả quý vị và bạn để vào hình ảnh kỷ niệm. Kính mời tất cả các thành viên trong ban nhạc Quang Long về vị trí của mình. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, phần nghi thức đã được thực hiện xong. Kính chúc quý vị và các bạn dùng bữa được ngon miệng. Trong thời gian quý vị và các bạn ẩm thực đang xem vào đó là chương trình ca nhạc nhẹ cho buổi tiệc vui hôm nay. Thực hiện được chương trình này, chúng tôi cũng xin lấy những giọng ca nồng nàn gần gũi quý mến yêu thương từ trong chính tất cả quý vị và các bạn. Phần nhạc nền để quý vị và các bạn sẽ thổ lộ tâm tư tình cảm của mình qua các ca khúc mà chúng ta luôn phải tạm mượn của nhiều nhạc sĩ, nhiều tác giả trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam mến yêu. Tất cả các thành viên trong ban nhạc Quang Long luôn luôn phát huy cao độ các năng lực sở trường của mình để tôn vinh giọng ca của quý vị và các bạn. Phần hòa âm nhịp nhàng, phần tiết tấu chính xác dẫn đến bố cục chương trình văn nghệ cho buổi tiệc vui quy hôm nay của cô dâu Anh Nguyệt và chú rể Trần Phúc được chặt chẽ. Chính vì lẽ đó, xin tất cả quý vị và bạn hãy nhiệt tình dành cho ban nhạc một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để chúc sức khỏe ban nhạc Quang Long. Xin chân thành cảm ơn.